Nguyện anh là đời này ta bảo vệ cho muội, bảo vệ cũng đủ rồi, tới kiếp sau đổi lại muội bảo vệ cho ta có được không? Ta sẽ làm cho nàng mắc nợ ta, lương tâm bất an cả đời. Khi nào gả cho ta, ta sẽ từ từ đòi nợ. Nếu muốn ở lại Tân Giả Cố này, ta chờ nàng tới khi rũ bỏ hết ân oán, từ bỏ báo thù. Bất kể phải chờ bao lâu, cho dù phải chờ cả đời, ta cũng sẽ chờ nàng.